BBT không bao giờ phân phối một cái hàng mà nó tàu lao xong dưới đau mà nó nhục mặt, đúng không? Nói vậy thằng ví dụ thằng Isocheck là cái hàng nó thuộc dạng là high class, đúng rồi, luxury luôn. Thì bây giờ bạn nào mua được hàng đó thì bạn mua, còn không mua phải có dòng thế thế đâu. Thằng Rayson, rồi xong rồi thằng thấp hơn đó là Rayson là Wayflame, để cho mấy bạn sinh viên có điều kiện tiếp xúc uống uống, nhưng mà sinh viên uống đồ cũng phải đàng hoàng chứ không phải sinh viên uống cái đồ. Ông bút qua Hungary, Hungary mới chào nhiều năm anh không làm mà không làm á. Hungary á, anh không cảm thấy được cái độ chất lượng. Em giờ em đang gọi coi nước Hungary, nhìn mà thêm giờ vụ này nữa. Nó nhìn cái em. Tự nhiên mình làm vậy có phải là mình làm thấp đi cái phân khúc của mình không? Tự nhiên mình ví dụ như mình vàng cũng bán mà cám cũng bán thì nó ra cái gì anh? Thì họ nằm ở một cái xã hội nó thấp hơn, thì cái nguồn sản xuất đó, đối với anh đó anh không tin tưởng bằng. Tự nhiên mình đang phân phối buôn bán những cái sản phẩm made in USA. Chứ còn giờ thượng vàng hạ cám này cái label này nó là được gì đâu? Xưa là diễm. Cái này xưa là diễm tức là sao? Tức là bây giờ có thể phát được không? Hay là sao? Nó phát là một chuyện, cái thứ hai nữa tức là cái này là cái chỉ số. Nhưng mà cái chỉ số nó không thể hiện được rằng là cái chất trong chỉ số là tốt không tốt, mà nó về mặt lượng. À tức là về mặt định lượng đấy. Nó về mặt lượng. Ví dụ như bây giờ là 3g protein thì nó đo ra là đúng 3g như để xài chỗ nào. Nhưng mà 3g protein cho chó ăn á, có ghi gì được không? Đúng rồi, đúng thôi, đó thì sai. Tức là cái chất lượng của cái protein đúng rồi. Nó là một cái chất khác. Đúng rồi. Một cái chất là một cái lượng. Vậy còn những cái thành phần ở ingredient này ghi vậy thì cũng không, cái này cũng có, cái này thì nó vẫn có một góc độ tương đối tham khảo. Dạ. Ví dụ như giờ em nhìn thằng này là thằng này mấy cái hãng kỳ quá, nói nó có ai thấy không? Mình lắp bắp lên kia, ở về đi ok ha. Ví dụ như cái này nó ghi là quay protein concentrate. Dạ. Biết là cũng vậy thôi nhưng biết nó nguồn nào. Cái này không chia sẻ được, cái gì này làm nghề rồi. Chia sẻ được nha. Nên là các bạn mua cũng biết vậy, cái tôi chia sẻ cho đồng phần tỏi thôi. Hiểu không? Tức là giờ nó ghi quay concentrate này biết là vậy đó. Biết nguồn nào, có sao trai chuẩn nào trong ngành mới biết các bạn. Đó 8672-70 đồ đó. Thì lúc trước anh đã chỉ tụi em là CFM với heat transfer. Dạ. Là biết vậy đúng không? Biết. Đó, thì bây giờ nó trong cái CFM đó, nó cũng có nhiều cái nữa đó. Nguồn nào, cái nguồn nó quan trọng cực kỳ chứ. Tức là cái nguồn nguyên liệu thô mà người ta thu hoạch đúng không? Hả? Cái nguồn nguyên liệu thô nữa đúng không? Cái nguồn nguyên liệu thô, cái nguồn nguyên liệu nó có license không nữa chứ. Là nó đi từng khâu vậy đó. Tức là nhưng mà mình đang có mindset là Mỹ là tốt mà. Tại Mỹ thì đương nhiên tốt, thì đương nhiên nó cũng có nhiều cái tốt là tốt, nhưng mà nó có nhiều cái phân khúc. À. Đúng không? Nhưng mà chắc gì nguồn của Mỹ. Tức là cái thùng này của Mỹ, bây giờ tôi thích nhập đồ Trung Quốc được không? Đâu ai cấm không được đâu, cấm đâu mày. Tức là sao? Tức là bây giờ nó thẳng luôn nè. Bây giờ biết thẳng món này nha, ví dụ thôi. Ví dụ. Tức là một cái sản phẩm quay nào đó nó ghi là quay protein isolate. Ok. Ủa nó đâu có nói là nguồn ngay sau đó tao mua ở Mỹ đâu. Nó có nói bạn biết không? Không đúng không? Nhưng mà trên nhãn vẫn có quyền ghi là made in USA. Nó không ghi đâu. Trên nhãn nó chỉ ghi tổng thể sản phẩm nó ghi ở đây thôi. Tức là sản phẩm được made in USA chứ đâu đó là cái nguồn 100% made in USA. Nó đố nhau vậy đó. Dạ.